nếu không có thái hậu, sao thần thiếp có ngày hôm nay? Thái hậu chính là phụ mẫu tái sinh của thần thiếp. Đúng là miệng lưỡi công sơ, nhiều đường lắc léo, đảo lộn thị phi. Nếu ai già không tới đây, làm sao được mở rộng tầm mắt, được chứng kiến cảnh độc phụ muốn hại đích tử chứ? À, tiện tì nhà ngươi sắp chết tới nơi còn nói bản thân bị quan. Ngươi nghĩ bản thân mình có thân phận gì mà khiến người ta dám lấy an nguy thánh cung của hoàng đế, cơ nghiệp thiên thu của đại thanh ra toan tính với tiện tì nhà ngươi? Ngươi nó bị người ta hại nhưng thịt thối sinh dồi, cá khô tỏa mùi. Nếu không tại bản thân ngươi có tâm tư đầy ác niệm thì ai có thể khiến ngươi làm ra chuyện này? Ô thiên quán nhật đại nghịch bất đạo như vậy.